Hoàng Phi. Tôi muốn sử dụng phiếu này luôn ạ. Xin mời ạ. Xin mời ạ, phiếu ưu đãi. Tay thơm nào, tay thơm nào. Chưa mọi người ơi. Cho em nét nhạc gì nói vui vẻ hạnh phúc quá. Và phiếu ưu đãi của tôi đó là xã hàng tục quá. Cứu tôi trời ơi. Tôi đoán là trong 6 cái đó là hết 5 cái là xã hàng tồn kho rồi đúng không? Đúng rồi. Rất đẹp, rất thời trang, rất thời thượng. Sẽ là một xu hướng trong năm nay. Chúng ta có cần thử câu đầu tiên hay không ạ? Được ạ. Xin mời. Điền từ vào chỗ trống. Đơn côi độc mã. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án của chương trình. Xin mời. Ôi, không phải đơn phương mà đơn thương à. Câu thành ngữ đúng chính là đơn thương độc mã. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Xin mời. 5 giây. Giỏi giang, chớ vội. 3. Chớ vội, coi thường. 2. Khinh người. Khinh người đúng không? Hết giờ. Đáp án của bạn là khinh người. Khinh người. Có phải là đáp án chính xác của chương trình hay không? Xin mời. Đồng đội của bạn sẽ là được làm đẹp ngay lúc này đây. Chúng ta hãy cố gắng trả lời câu 3. Hãy điền những từ còn thiếu vào bài thơ Thu Vịnh. Xin mời. Trời thu tên nhất mấy tờ theo vào chút thơ thơ gió hát như khô cửa. Ôi cửa trong như tầng cái gì trong như tầng khói phủ. Trần rút lơ hơ trong như tầng xương trắng trong như tầng khói phủ. 5, 4, 3. Xương, 2, xương trắng. 1, hết giờ. Tôi cũng thấy hợp lý. Và đáp án của chương trình đó chính là nước biếc. Cầu được ước thấy à, em ma ơi. Là xinh đẹp, toàn diện à. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi, cho tôi trời ơi.